Cúp bóng đá U23 châu Á AFC trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Đây, chúng ta thấy những cầu thủ chúng ta đúng không ạ? Đó. Đó. Okay. Cầu thủ có vẻ như đi vào đây tí lát sẽ phải đi ra thôi, vì có vẻ như chúng ta đang nhầm sân tập. Đây, chúng ta đang làm việc với đội ngũ trợ lý, à đội ngũ của bên phía ban tổ chức. Nhầm sân à? Nhầm sân anh ạ, sân bên cạnh không phải sân này. Ôi trời ơi, như vậy là chúng ta đã bị nhầm sân rồi. Buổi tập ngày chính thức ngày hôm nay chỉ có một tiếng thôi, nhưng mà có lẽ là cái quãng thời gian nhầm sân này sẽ vi phạm vào cái thời gian tập của chúng ta. Thái Lan here in 6 right? Yeah, yes. Six. Okay, I got it. Nên bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang sân bên cạnh. Đây là sân tập của, còn đây là sân tập của Thái Lan. À, buổi tập của Thái Lan sẽ bắt đầu lúc 6 giờ. Bây giờ thì là buổi tập của Việt Nam, chúng ta sẽ tập ở sân 2. Các cầu thủ sẽ di chuyển sang sân 2. Đây là sân của tập của Thái Lan. Ôi trời ơi. Thưa cái sân này rất là rộng. Sân rộng nhưng mà vấn đề là nó đang sửa chữa nên trông mọi thứ xung quanh nó rất là thiếu tiện nghi. Nên là trông mọi thứ đang rất là lộn xộn. Xung quanh rất là mọi thứ vẫn đang rất là lộn xộn. Đó. Đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp. Chiến thắng sẽ giúp chúng ta viết tiếp hoài bão Tashkent. Với đối thủ tiếp theo là U23 Malaysia. Lượt 3 vòng bảng cúp bóng đá U23 AFC, U23 Việt Nam, U23 Malaysia, 20 giờ ngày 8 tháng 6, trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.